Đây là cái khâu công đoạn cuối cùng của một cái tấm lưới xào. Đấy, lưới xào này không phao không chì thì A Đấu cũng đang rất muốn giới thiệu với bà con. Nói về cái tấm lưới xào này thì phù hợp với anh em ở khắp mọi miền đất nước. Đây là một tấm lưới xào lưới sợi dù thái xịn cho bà con. Thì đây là đang cái công đoạn thắt đầu viên này. Thắt đầu viên hai bên này để cho chống bị sổ hoặc bị sổ sâu cái lưới ở bên trong. Đấy. Thắt như này thì là bà con thấy nhá, A Đấu đang làm cho bà con này. Cái vỏ bên ngoài này của hai bên này, sau đó là lấy một cái ruột ở giữa này, sẽ thắt sẽ ốp lại như này, sau đó là khóa chết lại. Đấy. Mắt lưới thì được luồn luôn nhá, có nghĩa là cái mắt lưới ở đây sẽ được luồn vào một cái sợi trục như này, sau đó sẽ ốp một dây bên ngoài, sau đó là thắt như thế này để tạo cho một cái tấm lưới giữa hai bên đầu viên bên này và đầu viên bên này ở phía dưới này, nó liên kết với nhau thành một tấm lưới liền mạch liền khổ. Đấy. Cái ra cái này. Đấy, đây là một tấm lưới cao 8m, cao 8m. Đấy, đầu dưới này, đầu trên, đầu dưới nó như nhau. Thì lát nữa A Đấu sẽ, sau khi xong A Đấu sẽ mang ra nhà văn hóa giải ra cho bà con cùng xem, cùng chiêm ngưỡng cái sản phẩm lưới xào không phao không chì. Thưa bà con, thì đấy, sau khi xong xuôi đầy mọi thứ rồi thì A Đấu mang ra nhà văn hóa đây để giải ra như thế này cho bà con xem. Thì bà con xem tổng thể của cái dòng này thì nó cao đây là cao 8m, cao 8m. Đấy. Thì một cái cầu giữa ở giữa là lúc cái khúc 4m đó, ở giữa là sẽ thắt một cái cầu để cho nó đảm bảo chịu lực cho cái tấm lưới. Để khi bà con răng ra, bà con cắm xào, bà con làm thì nó sẽ dễ dàng. Thì cá nó đi tầm nào thì nó sẽ dính tầm đấy. Và cái dòng lưới xào này tất cả toàn bộ làm bằng sợi dù tất cho bà con. Từ những áo bên ngoài như bà con đang quan sát cũng như ruột bên trong. Đấy, đây là cái mắt lưới của nó then bẫy 14 phân, đút nọt là một bàn tay rộng bạch ra. Đấy, 14 phân sợi 6. Đấy. Dòng sản phẩm này thì nó đánh cá lớn khoảng tầm cỡ tầm 2 kg đổ lên. Đấy, săn những cái dòng cá lớn thì đây là theo yêu cầu của khách hàng. Thì A Đấu làm cái mắt lưới của nó là 14 phân. Còn thường thường nếu như lưới xào bà con muốn bắt cá bé hơn thì tầm 10 phân, then 5 hoặc then 6 12 phân là ok rồi. Nhưng anh này chỉ săn cá lớn thôi. Còn đây là cái cầu giữa này bà con này, cầu giữa ở cái đoạn 4m, khi bà con muốn thao tác sổ cái này ra thì bà con cắt cái dây ra thì A Đấu đang buộc vào. Đấy, thì về khi bà con thả bà con sẽ buộc sổ nó ra. Còn cái đầu viên hai bên này làm phải rất là kỹ nha bà con ạ. Nếu như làm không kỹ khi quá trình thả là nó sẽ rất dễ bị tụt cái lưới ruột này. Nó sẽ tụt vào trong, là sẽ thao tác rất là khó và dối, sẽ đánh sẽ không hiệu quả. Đấy, biên như này, ốp như này, thắt chết, khóa chết như A Đấu giới thiệu phần đầu video rồi. Rất là đẹp, đi biên hai bên cho bà con chống xô đầy đủ. Đấy, cầu giữa thì một lợi thế của cái cầu giữa này bà con biết rồi, túi nó sẽ hai bên, túi về bên trái bên phải thì đều được, khi con cá nó đâm vào đâu thì đều có cái tầm túi ở phía tầm của cái cầu đấy để giúp cho bà con đánh bắt một cách thuận tiện. Về cơ bản thì dòng lưới xào này nó cũng không khác gì một cái lưới úp bà con ạ. Thay vì úp chìm thì đây nó là dạng úp nổi thôi bà con ạ, và gắn cái xào ở trên phía trên mặt nước. Đấy, có thao tác như vậy để chắn, để đánh những con cá ngộp thở. Đấy, túi rất là sâu. Dòng này là không phao không chì bà con nhé. Bà con cần đặt tấm lưới xào như thế này, thông số theo yêu cầu thì A Đấu sẵn sàng tư vấn cũng như là làm theo yêu cầu của quý bà con. Đấy, kính mong bà con ủng hộ lưới đánh cá A Đấu. Xin cảm ơn bà con.